Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Học viện Trader thì Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn phần mềm Epic Blue Copy uh, giao dịch trên nền tảng MT5 Thì đây là phần mềm Epic Blue mình đã cài đặt rồi Thì bây giờ mình sẽ vào lệnh ở cái tài khoản Gửi tín hiệu Đây mình sẽ vào với cái rủi ro là 1% tài khoản Đây mình đặt là 1% tài khoản Bây giờ mình sẽ giao dịch các bạn thấy rằng là sau khi mình đặt một cái lệnh đối với mã EA thì hai cái tài khoản nhận tín hiệu nó cũng vào lệnh nó đặt theo cái rủi ro là một phần trăm đấy là tự động vào lệnh thì đấy là công dụng của cái phần mềm sao chép giao dịch là như vậy ok thì bây giờ mình sẽ đến phần hướng dẫn các bạn cài đặt nhé thì để cài đặt giao thì các bạn có thể xem cái bài viết Bài viết trên trang Học viện Trader hoặc là bài viết này mình sẽ gắn ở phần mô tả của video. Các bạn nhớ xem ở phần mô tả của video nhé. Thì trong cái bài viết này thì mình đã giới thiệu cái phần mềm P... PTC-MT5, tức là cái phần mềm sao chép giao dịch. Ý. Thì cái phần mềm PTC-MT5 thì tương tự như PTC-MT4. Thì các bạn có thể nhấn vào xem cái bài viết về PTC-MT4 để hiểu rõ hơn về cái PTC-MT5. Thì các bạn kích vào đây đây thì các bạn kích thì sẽ ra bay này thì các bạn hãy đọc cẩn thận vì nó hoạt động tương tự như cái phần mềm mới 4 bốn thôi và các bạn cần chú ý đến cái phần thứ nhất là phần trượt giá này các bạn chú ý đến phần trượt giá này thứ hai là phần các thiên lập này các thiên lập về cái tài khoản nhận tín hiệu này để tải được phần mềm thì các bạn cần phải đăng ký tài khoản thì ở cái bay viết này nó đã hướng dẫn cách đăng ký tài khoản rồi đấy các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn Đấy. thì các bạn cần phải đăng ký tài khoản nhé, tại vì FB uh, Blue mỗi cái cái tài khoản nó đều gắn ID, vì vậy thì uh, mình không thể chia sẻ cái file PTC được, tại vì nếu chia sẻ thì nó các bạn cũng không dùng được, nó sẽ bị lỗi. vì vậy thì các bạn cần phải chủ động là, là tạo cái tài khoản trên FB Blue, sau đó sau khi tải xong tạo xong thì các bạn đăng nhập và tải về. Ok, thì sau khi các bạn uh, đăng ký tài khoản và tải được cái phần mềm uh, PTC MT5 thì các bạn nhấn vào đây để giải lén nhé. Sau đó bạn kích vào đây. Tiếp theo bạn kích vào những cái tài khoản muốn cài đặt, rồi bạn nhấn vào cài đặt. Và nó hiện lên dòng thông báo này thì là đã cài đặt thành công. Bạn nhấn vào OK. Thì sau khi các bạn đã cài đặt xong phần mềm FB Blue vào các tài khoản MT5 thì các bạn mở nền tảng MT5 lên. Thì đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ giới thiệu cách cài đặt đơn giản với hai tài khoản sau đó thì sẽ làm với ba tài khoản. đây với hai tài khoản mình sẽ chọn cái tài khoản này là tài khoản uh, gửi tín hiệu và tài khoản này là tài khoản nhận tín hiệu. thì để setup cái tài khoản uh, gửi tín hiệu thì mình sẽ nhấn vào phần đây các bạn chọn vào phần uh, IA này, các bạn kích uh, vào dấu cộng này, rồi các bạn chọn đến cái Apple Blue chơi Copy Receiver hay là cái chơi Copy Sender thì với tài khoản với tài khoản gửi tín hiệu thì các bạn chọn vào Tray Copy Sender, các bạn à, ném thả vào biểu đồ bất kỳ, đây các bạn ném thả vào đây. Sau đó các bạn à, tích chọn vào phần đồng ý này, cho phép để à, nó được hoạt động. Nhấn vào phần Input này và chú ý đến phần Channel này, thì đây với một tài khoản sao chép thì bạn không cần phải chỉnh như này. Rồi, sau đó bạn nhấn vào OK. Thì cái Channel nó là Tray Copy, thì đây. Là tài khoản mình sẽ thiết lập tài khoản nhận tín hiệu thì mình cũng làm tương tự đây với tài khoản nhận tín hiệu thì mình sẽ cài đặt là chơi copy receiver này mình sẽ ném thả vào biểu đồ bất kỳ đây các bạn nhớ là tích chọn vào phần này nhá vào phần input này thì các bạn kiểm tra là cái chơi copy này thì đúng là cái channel này rồi thì để nó chọn đúng cái channel thì nó mới copy được Rồi Ở phần này thì mình sẽ nói chi tiết Về những cái cài đặt mà các bạn cần chú ý Đầu tiên đó là cái phần này là Phần chúng ta có thể là thiết lập Đây là bỏ qua tất cả những tín hiệu Thì ở đây chọn là phone Thì có nghĩa là nó sẽ Nếu các bạn chu Thì nó sẽ bỏ qua tất cả tín hiệu uh, Sao chép Thì chúng ta phải chọn ở đây là Mặc định là phone còn ở phần này là chúng ta sẽ chọn là sao chép tín hiệu buy hay sell thì ở đây là sao chép cả tín hiệu bài và tín hiệu sell còn nếu các bạn muốn sao chép tín hiệu bài không hay sell không thì bạn kích vào đây thì nó sẽ có những lựa chọn để cho các bạn chọn tiếp theo thì đây là những cái thiết lập để với cái số nốt nhỏ hơn bao nhiêu thì bạn sao chép và đây là số nốt lớn hơn bao nhiêu thì mới sao chép thì đấy là những thiết lập để các bạn có thể cài đặt đây chính là cái thiết lập mà có thể là bỏ qua tất cả những tín hiệu thoát thoát giao dịch thì chọn phone có nghĩa là chúng ta sẽ không bỏ qua, còn nếu các bạn chọn chu là sẽ bỏ qua. Ở đây thì là thiết lập cái mức trượt giá. Thì nếu các bạn chọn đây là chu thì có nghĩa là các bạn chấp nhận mọi mức trượt giá. Còn nếu các bạn là chọn phone thì các bạn sẽ có thể cài đặt cái mức trượt giá cho phép là trong khoảng là 2 pip như đây mặc định là như vậy. Tiếp theo, đây là cái đặt mà có thể là giao dịch uh, nghịch đảo, Là dụ cái cái tài khoản uh, gửi tín hiệu là buy thì bạn tích vào đây là chu thì nó sẽ là mình sẽ thực hiện một cái lệnh giao dịch kịch đảo là sell với cái mức uh, SN trở thành mức TP và mức TP lại trở thành mức N thì tí nữa mình sẽ ví dụ cho các bạn mình vẫn chọn đây là phone nhé tiếp đó là cái phần này phần này thì các bạn cần chú ý là các bạn cần phải uh, tìm hiểu kỹ cái phần này để lựa chọn cho mình cách thiết lập cái mức rủi ro như nào thì với mặc định có nghĩa là một ở đây có nghĩa là giả dụ tài khoản uh, gửi tín hiệu rủi ro là một thì tài khoản nhận tín hiệu cũng rủi ro là một còn ở đây là số lót cố định dụ ở đây bạn đặt là một thì các bạn cần phải cho đây là không vì đây là nếu bạn là một đây có nghĩa là các bạn sẽ giao dịch luôn giao dịch với khối lượng là một lót rồi mình sẽ để lại mặc định ở đây đây cái chi tiết diễn giải những cái kè đặt đó thì các bạn đọc cái bài viết này nó đã có hết các tất cả cái diễn giải về những cái mức độ rủi ro như nào thì đây mình đã viết ra là chi tiết cụ thể rồi, các bạn đọc vào đây sẽ hiểu Thì đây là cái bài viết của PC MT4 Thì cái MT5 nó cũng tương tự Thì ở phía dưới này Thì đây là cái uh, số lót uh, tối đa Còn đây là số lót tối thiểu Mà các bạn có thể thêm đập ở đây Còn đây là phần màu sắc của cái uh, hình nền thôi Cái này không có gì quan trọng cả Ok, thì vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn uh, Qua những cái kẻ đặt uh, chính sau khi đã cài đặt xong thì mình nhấn vào OK nhé, đây mình sẽ nhấn vào OK để uh, lưu lại cài đặt, đây mình sẽ nhấn vào OK này Và cái rủi ro của mình là uh, mỗi tài khoản là 1%, ở đây thì mình sẽ giao dịch ở đây Ở đây mình sẽ thực hiện một cái lệnh là mua lên với cái rủi ro là 1%, mức uh, SL và TB như này Thì đây là cái phần mềm uh, PSC để giúp mình tính toán. thì các bạn uh, có thể tìm hiểu thêm phần mềm PSC đây mình sẽ vào một cái lệnh buy với rủi ro là một. Đấy, thì sau khi mình đã vào một cái lệnh um, với rủi ro là một thì bạn thấy rằng là cái bên này thì nó đã sao chép, đấy nó sẽ đã sao chép uh, với cũng là rủi ro vào là một phần trăm. Và nó sao chép luôn cả cái SN và TP. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục là thiết lập là nó sẽ giao dịch uh, nghịch đảo nhá, ok đây mình sẽ ném vào cái recipe này, ok và các thông số mình sẽ giữ tương tự và mình sẽ chỉ chỉnh lại cái thông số là nghịch tảo thôi. đây mình chọn là invest trade thì chỗ này mình chọn là chu, ok thì bây giờ mình sẽ nhấn vào một cái lệnh là lệnh buy lên thì ở đây nó sẽ là một lệnh sell cũng là rủi ro là một phần trăm, đây. Đấy bạn thấy không? Đây là một lệnh buy này. Thì đây là một là một lệnh sell này. Đấy, tức là cái giao dịch nghịch đảo. Thì bạn thấy ở đây là cái mức SN này thì nó đã trở thành mức TB ở bên này. Và mức TB ở bên này thì trở thành mức N. Thì đấy là cái giao dịch nghịch đảo là như vậy. Ok thì bây giờ mình sẽ thiết lập là với nhiều tài khoản, giả dụ ở đây là có hai tài khoản sao chép. Thì với việc hai tài khoản sao chép thì mình cần phải lưu ý là mình sẽ phải tạo ra hai cái channel ví dụ với cái tài khoản uh, gửi tín hiệu này, đây, tài khoản uh, gửi tín hiệu, mình sẽ nhấn vào đây, sau đó mình chọn vào phần uh, cho phép này, phần input này, input này mình phải tạo ra hai cái channel nhé, một và hai, Đấy. hai cái tên hai cái channel này khác nhau, rồi mình nhấn vào phần OK. Rồi thì đến cái tài khoản uh, nhận tín hiệu thì mình sẽ nhận tín hiệu ở channel 1, còn đây mình sẽ nhận tín hiệu ở channel 2 thì mình cũng cài đặt tương tự thôi. Đây, mình ném sang đây. Để lên được. Cái đây sẽ là channel 1. Là phần ok. Tiếp theo thì đây là kênh uh, tài khoản thứ hai thì mình sẽ cũng tương tự. Đây, với tài khoản nhận tín hiệu thì các bạn nhớ, nhớ chọn là chơi copy receiver này nhé. Các bạn ném thả sang. Rồi, kích vào phần cho phép này, input thì mình sẽ là chơi copy 2 và chọn mỗi tài khoản nhận tín hiệu là một cái channel thế là được. Rồi, thì đây mình sẽ để cái cái rủi ro mặc định là 1% nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào lệnh này. Mình sẽ nhấn vào vào lệnh thì bạn có thể thấy rằng là hai tài khoản này đã copy với cái mức rủi ro là một phần trăm và với nhiều tài khoản thì bạn cứ làm tương tự như vậy thôi ok thì video mình sẽ kết thúc tại đây thì chúc các bạn cài đặt cái phần mềm sao chép giao dịch trên MT5 này thành công hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại